nằm trong chủ hoạt động san sẻ yêu thương trong đại dịch Covid-19, vừa qua đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt, thương hiệu Vinut, nhà phân phối sản phẩm Vinut Minh Châu Cà Mau có việc làm thiết thực đối với người lao động tại tỉnh Cà Mau. Nhằm chung tay hỗ trợ sức khỏe cho người lao động trong những ngày phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, ngày 29 tháng 4 năm 2020, công ty Nam Việt, thương hiệu Vinut, trao tặng 400 phần quà cho công nhân đang làm việc tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau, KZ. Mỗi phần quà gồm 6 lon chai nước chanh xả mật ong với muối biển sâu thương hiệu Venus, có tác dụng tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ làm sạch hệ hô hấp và hai khẩu trang giải kháng khuẩn. Đây là việc làm ý nghĩa công ty dành cho người lao động tại tỉnh Cà Mau.